Con đường lành bệnh, tác giả S.K. Chaloner. Lời giới thiệu. Trong phần kể đây, chúng ta sẽ chỉ xem xét một vài cách trị bệnh của những người có khả năng cảm nhận khác thường, cho phép họ thấy hay cảm được triệu chứng mà phương pháp y khoa thông thường không khám phá ra được, hay những ai trị bệnh bằng từ điển và ai tin rằng họ được người đã khuất, người vô hình chỉ dẫn. Hai hình thức sau được gọi là trị bệnh tâm linh và thường được thực hiện qua một người trung gian hoặc mê hoặc tỉnh lúc trị bệnh. Hiển nhiên, lối chữa trị ấy có hiệu quả hay không phải tùy thuộc phần lớn vào cái nhìn, sự hiểu biết và sáng suốt của người trị bệnh như lối trị bệnh thông thường, mà thêm vào đó, nó cũng tùy thuộc vào mức nhạy cảm và tư cách của người trung gian. Ngoài ra, một điều phải luôn luôn kể tới là cho dù người trị bệnh vô hình theo lối này có lòng tận tụy, xả kỷ và hăng hái giúp bệnh nhân thế mấy, trừ phi họ có hiểu biết về kiến thức y khoa thông thường và được huấn luyện, họ cũng sẽ chỉ có thể phạm lỗi lầm nghiêm trọng trong việc chẩn bệnh và áp dụng phương pháp như một y sĩ không lành nghề ở cõi trần. Bởi không phải hệ bạn qua đời bước vào cảnh giới khác là tự động bạn có được hiểu biết và khả năng mà bạn không có trong lúc còn trong xác thân giữa cõi trần, và đây là điểm thường ít được lưu ý. Chuyện đáng tiếc là nhiều người đồng cốt do lòng nhiệt tâm muốn giúp đỡ thường cho những thực thể và tự xưng là người trị bệnh sử dụng họ. Nhưng trừ phi người trung gian có được thiên nhãn thông, được huấn luyện về tâm lý học, có hiểu biết đôi chút về triết học, tức có khả năng trí tuệ để xét đoán, việc rõ ràng là họ không có phương tiện để kiểm chứng tư cách của thực thể sử dụng họ. Ta không thể tin tưởng rằng tất cả những người hướng dẫn vô hình nào nói rằng họ đến từ cõi cao là đúng như vậy. Nơi đó có thể cao so với cõi trần, nhưng cũng chỉ là những cảnh thấp của cõi tình cảm, thế nên sự lầm tưởng ấy có thể gây nguy hại cho bệnh nhân. Có nhiều trường hợp bệnh nhân lành bệnh khi được chữa hết triệu chứng bệnh theo phương pháp tâm linh, nhưng như ta sẽ thấy về sau là có những yếu tố sâu xa can dự vào bất cứ việc thực sự lành bệnh và lành bệnh lâu dài nào. Chữa bệnh bằng nhân điển, tức prana. Xin đọc bài điểm sách số 42, có tính cách khác tuy nọ cũng được truyền qua một người trung gian, và nhiều lối chữa bệnh tâm linh có thể được xem là chữa bệnh bằng nhân điển. Rất thường khi người chữa bệnh nhận được một dạng năng lượng đặc biệt nào đó và chuyển qua cho bệnh nhân, trong một số trường hợp sự kích thích của sinh lực hay prana cho ra kết quả thật kỳ diệu. Nhưng sự hữu hiệu thực sự của việc làm sinh động trở lại sức sống của tế bào lại cũng tùy thuộc vào hiểu biết riêng của người trị bệnh, mức kiểm soát lực mà họ sử dụng cộng với khả năng cảm nhận được nhu cầu thực sự của bệnh nhân để hướng dẫn và điều hòa lực tuôn cho thích hợp, trừ phi họ có khả năng làm như vậy. Những phương pháp trị bệnh vừa nói có thể tạo ra nguy hiểm vì rõ ràng là việc tuôn một dòng lực mạnh mẽ về cả mặt hủy diệt hay sáng tạo tùy theo nhịp truyền lực vào một bướu hay chỗ loét có thể kích thích chỉnh bệnh mà họ muốn loại trừ. Lại còn ảnh hưởng tâm lý cần được xét tới, phần lớn người bệnh ở trong tình trạng xuống tinh thần, tiêu cực và sợ hãi khi tới gặp người chữa bệnh. Một năng lực quá liều có thể vào phút đó khiến họ cho là khỏi bệnh và làm họ thấy hân hoan quá mức. Nhưng trừ phi lực ấy được phân phối một cách khôn ngoan, phản ứng thất vọng xảy ra về sau sẽ lại mạnh thêm và tình trạng chung vì vậy bị ảnh hưởng. Việc chữa bệnh theo phương pháp dùng sinh lực prana dựa trên sự kiện là cơ thể có những phần tương ứng bằng vật chất thanh nhẹ mà không một dụng cụ thông thường nào có thể ghi nhận được sự hiện diện của chúng. Thể sinh lực, thể phách tác động như là trung gian truyền và phân phối sinh lực. Thế nên nếu có rối loạn ngay bên trong thể này khiến cho một số đường lực không đi tới được phần thể xác đối ứng thì cơ thể không nhận được lượng sinh lực mà nó cần.
với kết quả là người ta kiệt lực hay mắc bệnh. Trong trường hợp này, người trị bệnh có thiên nhãn thông sẽ tìm cách chữa lại những đường lực nào bị phân tán, bị vỡ và hướng chúng trở lại vào những trung tâm nào trong cơ thể không được sinh lực nuôi dưỡng đúng cách. Đôi khi việc này được thực hiện bằng cách xoa bóp thể sinh lực ngay bên trên phần bị đau và là phương pháp giải quyết ngầm chứng bệnh theo cách thức người đời chưa nhìn nhận về cả nguồn có thể có của sự xáo trộn. Xin đọc thêm bài điểm sách. Nhưng ngay cả khi việc trị bệnh ở mức sâu hơn thông thường, ta vẫn còn làm việc với hậu quả thay vì với nguyên nhân căn bản, và dựa vào khả năng phán đoán của người chữa bệnh để tìm xem nhu cầu thực sự của bệnh nhân là gì và trên hết thảy điều gì cần phải cho người bệnh và cho bao nhiêu. Trên thực tế, tất cả những phương pháp này, kể luôn cả y khoa thông thường, nếu nhìn theo quan điểm bên trong thì vẫn là làm giảm hay làm mất đi triệu chứng. Vậy khi có thể trị cái nguyên nhân tiên khởi sinh ra tất cả những rối loạn cho chuyện. Thêm vào đó, triệu chứng được tạm thời biến mất đi trong kiếp này mà thôi, và đó là mấu chốt của vấn đề. Chỉ nhờ hiểu biết về luật nhân quả, người ta mới xác định được phương pháp chữa trị hữu hiệu và luôn cả việc bệnh có thể được chữa trong kiếp này không. Nói khác đi, liệu bệnh nhân có sẵn sàng để được chữa hay không? Hình thức trị bệnh này là cách chữa bệnh căn bản, diệt trừ được cái nguyên nhân đích thực. Nhưng rõ ràng là có rất ít người đạt tới trình độ có thể chữa bệnh theo lối ấy. Người ta có thể phản đối và nói rằng có hàng triệu người đã được chữa lành đó sao, ngay cả chữa được hết bệnh ung thư. Nhưng đó chỉ là một phần của việc con người học để khám phá cách chữa cho mình hết mọi khuynh hướng mắc bệnh. Trong lúc này, ta chưa biết ai đã sẵn sàng và ai chưa để bệnh về thể chất, tình cảm và trí tuệ được chữa. Do vậy, với hiểu biết về y khoa rồi tâm lý càng lúc càng nhiều, còn thêm với hiểu biết về tâm linh sẽ có về sau, khi đó những phép chữa trị đích thực và dứt hẳn sẽ có được. Phép chữa trị mà cuốn sách này ghi lại được một vị trình bày, ngài thấy được sâu hơn các nguyên nhân đằng sau của bệnh tật. Và sách mô tả nội lực của ngài nhằm chỉ cho bệnh nhân cách thức để có được sự lành bệnh hẳn và lâu dài. Bệnh nhân này đã mắc bệnh từ hồi còn nhỏ, bởi trong gia đình có di truyền về sức khỏe kém. Cô có khuynh hướng đau yếu cộng thêm với lối giáo dục và thái độ của người xung quanh. Mối liên hệ trong gia đình có xung đột khiến tình cảm bị căng thẳng và nỗi mong ước được thương yêu không được thỏa mãn, khiến cô tăng thêm tham vọng có sẵn và ước muốn thành công được người biết đến. Khi cô trưởng thành, những xung đột tình cảm này gợi nên sự cay đắng và tức giận. Nhưng hơn cả vậy là tâm trạng bất an và sợ hãi. Gia đình cô không có khuynh hướng tôn giáo và không dạy con nhiều về đạo đức. Quan niệm chung trong nhà là thụ lời càng nhiều càng tốt trong đời, bất kể những gì khác. Do vậy, có những điều khác bù lại mà chính yếu là phần trí tuệ phát triển tốt đẹp, thấy được bản tính của mình và khả năng sửa sai. Cô cũng có niềm tin là phải có câu trả lời cho thắc mắc của mình về mục đích của sự sống và nguyên do cho bệnh tình cùng số mạng không may của cô là không có tình yêu hay cơ hội nhiều hơn để biểu lộ khả năng sáng tạo vốn không thỏa mãn với điều tầm thường. Cô chấp nhận thuyết luân hồi nhưng không hiểu sâu hay áp dụng được nó vào trường hợp của cô. Trong nhiều năm cô đi hết y sĩ này rồi chuyên gia khác ở Anh và ngoài quốc để chữa bệnh, và khi không có kết quả, cô quay sang những phương pháp khác thường. Phép chữa trị tâm linh với hy vọng không thành là nó sẽ giúp cô có đôi chút hạnh phúc. Tuyệt vọng khôn cùng, cô tha thiết kêu cầu xin được khỏi nỗi đau đớn mà luôn cả được chỉ dẫn. Tại sao cô luôn luôn gặp chuyện không may? Cùng giúp cô chấp nhận hoàn cảnh của mình để con người chịu đựng được cơn đau càng lúc càng nhiều. Nhưng trên hết thảy là được chỉ dạy cách kiểm soát áp lực của nỗi sợ hãi đen tối. Sao chợt có vẻ như tình cờ cô được tiếp xúc với tôi, vốn có chút kinh nghiệm về việc được ảnh hưởng để viết và vẽ.
Tôi dùng chữ được ảnh hưởng. Overshadow là vì tôi không mê thiệp trong lúc việc hay vẽ. Và tôi luôn luôn có thể ngưng bất cứ lúc nào mình muốn. Tôi không có khả năng siêu nhiên nào mà tôi cũng không quan tâm đến những hiện tượng tâm linh. Ngược lại là khác, nhưng ban đầu lúc được ảnh hưởng, khả năng tự động ký automatic writing phát triển mỗi ngày. Thêm hơn, mới đầu tay tôi được hướng dẫn rồi chỉ trong thời gian ngắn cả tay và trí điều hòa với nhau, chữ và ý tưởng tuôn mạnh mẽ vào trí tôi có lẽ là cách thức thần giao cách cảm nào đó. Phương pháp này cũng áp dụng cho việc vẽ hình. Xin đọc quyển Regions of the Seven Sphere cùng tác giả. Tuy ở đây hình ảnh và màu sắc tù trong trí trước khi tay chuyển di để vẽ ra hình. Vì vậy, khi tôi được ảnh hưởng để giúp bệnh nhân này, tay tôi được hướng dẫn không chút khó khăn để bất cứ nơi nào trên cơ thể theo lộ chữa trị mà tôi gọi là thoa bóp sinh lực. Khi nào có lời chỉ dẫn thì nó được làm trước để bệnh nhân thấy thoải mái trong tâm trạng bình tĩnh để đón nhận và có sự tin tưởng. Nhưng tôi cần nhấn mạnh rằng không hề có sự thôi miên trong bất cứ lúc nào. Tôi đang xoa bóp bệnh nhân theo lối thông thường với mục đích làm giảm cơn đau nhức dữ dội. Thì đột nhiên tôi ý thức được một làn rung động quen thuộc mà đã từ lâu tôi không nhận. Vì mà tôi gọi là chân sư chỉ nói ngắn ngủi. Ngài bảo rằng Ngài tới để đáp lại lời yêu cầu của cô không phải để chữa lành, nhưng để cô có được hiểu biết nhiều hơn về nguyên nhân do cơn bệnh dai dẳng cả đời của mình. Với bao sự tìm tòi, học hỏi đã không thể giải đáp. Có những lý do đặc biệt tại sao cô lại được giúp đỡ như vậy, và nếu cô phó thác cho Ngài, Ngài sẽ giải thích về sau. Trong khi Ngài sẵn lòng thực hiện tất cả những gì con người làm được và cho phép làm để giúp cô, chuyện cốt yếu là cô cần thỏa thuận theo sát những chỉ dẫn của Ngài và làm tròn phần của cô trong tiến trình để cuối cùng có thể mang cô tới sức khỏe và hạnh phúc mà cô chưa hề biết. Cô phải chuẩn bị để chấp nhận tạm thời nhiều tư tưởng xa lạ, không phải chỉ về chính cô mà còn về thế giới mà cô là một phần và tâm tìm cách áp dụng chúng. Ngài yêu cầu cô nhìn kỹ lòng mình xem có thể thực tâm chấp nhận các điều kiện này chăng? Bởi chúng khó khăn và Ngài không hứa hẹn con đường dễ dàng. Cô phải chuẩn bị đối đầu với nhiều nỗi thất vọng, cản trở, cũng như một vài sự thật không dễ chịu về con người cô. Khi nào Ngài thấy rằng thái độ cô đúng đắn và là cách duy nhất để có thể được chữa trị theo lối nghiêm ngặt như vậy thì Ngài sẽ trở lại. Phản ứng của cô dĩ nhiên là sự háo hức mong chờ cao độ. Trong quá khứ, mỗi lần theo một lối chữa trị mới, cô luôn luôn tràn trề hy vọng để rồi là chấm dứt bằng sự thất vọng. Nhưng bây giờ có vẻ như cuối cùng, nếu không được lành bệnh thì ít nhất cô cũng giảm được phần lớn sự đau đớn và sợ hãi. Đời sống sẽ thay đổi, sẽ có nhiều cơ hội mở ra. Ai cũng bị bệnh tật làm nản lòng, có tham vọng bị thui chột và tròn cuộc đời phải vật lộn với số mạng. Ai chưa hề biết hạnh phúc thực sự là gì, hẳn sẽ hiểu được tâm trạng của cô. Hơn thế nữa, cô có óc sáng tạo và hằng ao ước có khả năng nhiều hơn để diễn tả. Và bây giờ chắc chắn nó tìm được cách để giải tỏa. Do vậy, cũng có lúc cô có phản ứng không tránh được. Trước kia cô đã đi chữa nhiều nơi với những kẻ xưng mình là được hướng dẫn từ thế giới vô hình, hứa hẹn mọi điều cô ao ước, nhưng đã làm cô vỡ mộng, trở nên nghi kỵ và thường khi đau nặng hơn. Thế nên cô chờ đợi băn khoăn, hy vọng pha lẫn nghi ngờ. Và ở chính phục này chúng tôi ghi lại lời chỉ dẫn của việc trị bệnh. Tôi sẽ không nói thêm về con người của vị chân sư. Tôi không có thiên nhãn thông nên không thể thấy ai hiện diện. Tuy nhiên, như đã nói, tôi luôn luôn cảm nhận được việc Ngài đến bằng làn rung động hết sức rõ ràng. Và có sự thay đổi trong không khí, và có sự đáp ứng khắp cả con người của tôi.
Những trạng thái này đối với tôi là chuyện khá thông thường, nhưng lại không thể nào mô tả cho ai chưa có kinh nghiệm giống vậy. Đối với tôi, nó giống như chạm phải sợi dây điện sống động. Có vẻ như nguồn đích thực của sự giúp đỡ như vậy và nguồn cảm hứng không phải là chuyện quan trọng lớn lao. Việc quan trọng là nó có nét chân thật, có sự rung động đầy tình thương và sáng suốt, không sao lầm lẫn được, mà tôi đã cảm thấy và chọt hết lời chỉ dẫn, có hoàn toàn phù hợp với lời dạy của những đấng cao cả trong lịch sử chăng? Về điểm đó, tôi phải nhường cho độc giả sách này tự xét đoán. Trở lại với cách trị bệnh, những lời dạy không ghi lại theo sát gần như nguyên văn. May mắn là bệnh nhân có trí nhớ rất khá, và thêm vào đó cô tập trung trí não cao độ trong lúc lắng nghe. Tôi cũng có thể nhớ lại đủ để cả hai chúng tôi viết ngay được ra giấy sau khi việc chữa trị vừa xong. Bởi như vị thầy có nói trong lần chữa trị sau cùng, là việc sử dụng năng lực cần thiết để trị bệnh theo cách này khó thể cho phép được thực hiện chỉ vì lợi ích của một cá nhân mà thôi, mà phải được truyền ra cho khối công chúng rộng lớn. Điều không tránh được là độc giả sẽ tìm thấy trong sách một số tư tưởng được lặp lại đôi lần, có khi là chữ là câu mà cũng có khi là vài khía cạnh của lời chỉ dạy, ý tưởng và phương pháp tập luyện. Sự việc xảy ra với dụng ý là trong khi chỉ có vài nguyên tắc căn bản làm nòng cốt cho tròn những buổi nói chuyện, tính cách phổ quát của chúng khiến chúng có thể được áp dụng vào khía cạnh này hay khía cạnh kia của mọi hoàn cảnh trong đời người bình thường. Nhưng bởi nhiều ý tưởng tỏ ra mới mẻ đối với bệnh nhân và lúc ban đầu có thể khó hiểu và khó áp dụng, nên điều cần thiết là giải thích chúng trong nhiều trường hợp, cùng chứng tỏ sự liên hệ của chúng trong lời giải đáp cho mọi cảnh ngộ và vấn đề ở đời. Một lý do khác của việc lặp lại là ngài cố gắng gây ấn tượng mạnh mẽ về các nguyên lý này cho cô, để trong tương lai cô có thể gần như tự động nhớ lại chúng, hầu khám phá được sự liên hệ của chúng đối với bất cứ vấn đề hay hoàn cảnh nào mà cô gặp phải. Đương nhiên là trong lúc chữa trị, vị thầy ở trong vị thể xác định được tâm trạng của bệnh nhân và quan sát được ngày này sang ngày kia có tiến bộ đích thực nào đã đạt được. Ngài thấy được sự trì chống nào vẫn còn hoạt động trong tiềm thức và phần nào của chân lý đã bị cố ý loại bỏ vì nó không phù hợp với quan niệm sẵn có hay ước vọng của cô. Ngài cũng biết khi nào một điểm trọng yếu đã được thông hiểu, không phải chỉ hiểu bằng trí tuệ mà cả ở mức thâm sâu hơn, để thành một phần vĩnh viễn trong con người của cô, thành khí cụ để cô có thể sử dụng cho bất cứ cuộc xung đột nào trong tương lai, thì dù như giữa trí tuệ và tình cảm. Ngài có thể lặp lại nhiều lần những khái niệm khó hiểu, trình bày nó bằng nhiều cách hay bằng những biểu tượng dụ ngôn khác nhau cho thích ứng với nhu cầu đặc biệt của cô. Lẽ đương nhiên nhiều bài nói chuyện là nhằm để làm sáng tỏ những vấn đề riêng của cô, và tôi đưa ra vài chuyện như vậy vào sách này vì cho là nó có thể giúp độc giả trong khó khăn riêng của họ. Bởi cho dù không ai gặp hai vấn đề y hệt như nhau, nhưng lời lẽ nói với một cá nhân trong lúc lo buồn thường khi gợi nên đáp ứng nơi một người khác trong khối đông nhân loại. Đi tới rục rạo thì mỗi người phải tự tìm thấy trong bất cứ hình thức chỉ dạy nào lời hướng dẫn ứng với tình trạng riêng của mình, và phải tìm trong tâm những nguyên nhân sinh ra vấn đề của họ. Họ cũng phải học cách nhận biết nhu cầu của mình, tức lối chữa bệnh cho họ hết bệnh, nhờ vào việc càng lúc càng thông hiểu cả chân lý chung. Nếu phần lớn dưới đây giúp được một người làm được việc đó, thì lời kêu cầu được soi sáng do đau khổ sinh ra sẽ thực hiện được mục đích sâu xa hơn là chỉ thuần cho một cá nhân. Cho phần kết luận, tôi muốn nhấn mạnh, nếu không nhờ vào lòng can đảm
Và hơn nữa là thái độ tiếp nhận và lòng tin mà bệnh nhân chứng tỏ, thì phần năng lực cần thiết cho những chữa trị này chắc chắn không thể có được. Vì thế tôi muốn thay mặt cho những ai hưởng được lợi ích nhờ cuốn sách này, ngỏ lời cảm tạ lòng rộng rãi của cô đã cho phép xuất bản Việc Hết Sức Riêng Tư, và cũng xin cảm tạ sự hợp tác và trợ giúp vô giá của cô trong suốt lúc viết cuốn sách này. Chương 1. Nếu bạn đã không có nội lực để tuân theo các điều kiện của tôi, hẳn tôi đã không được phép, hay đúng hơn nữa, không có quyền đề nghị giúp đỡ bạn. Điều này tôi nghĩ bạn sẽ hiểu. Giải quyết kết quả mà độc chất sinh ra chỉ là chuyện vô ích nếu nó cứ liên tục được hấp thu thêm vào người. Đó chính là điều đã xảy ra cho cơ thể và trí não của bạn trong thời gian dài hơn bạn biết. Vì vậy, rõ ràng là trước khi một phép chữa trị căn bản nào bắt đầu, bạn cần nhận biết tính chất của các độc chất tinh tế này, lẫn nguồn gốc của nó và hiểu rõ ảnh hưởng của chúng. Nhưng chúng ta hãy không có bất cứ ngộ nhận nào ngay từ đầu. Nếu bạn mong cho tôi chữa lành bằng cách chỉ bằng một công thức kỳ diệu nào đó, một thần dược làm biến đổi bạn mà không cần đến nội lực lớn lao nào nơi chính bạn để hợp tác hoàn toàn, thì bạn đang mơ mộng chuyện bất khả. Không có một thần dược nào như thế cả, cũng như không có một quyền lực bên ngoài nào có thể được kêu gọi để thay đổi tình trạng ở mọi mức. Vốn là kết quả của việc nảy nở từ lâu qua nhiều kiếp và nhiều biến cố. Quả thật, điều dường như là phép lạ về lành bệnh có xảy ra, việc đột nhiên có hiểu biết hay cảm nhận được sự sống có thể xảy ra làm thay đổi tròn thái độ và lối sống. Nhưng điều mà ít khi được nhận biết là khi chuyện như vậy xảy ra, nó là tột đỉnh của một tiến trình sâu xa, không được ý thức nằm từ bên trong, và đã chuẩn bị người bệnh từ lâu cho sự lành bệnh thật sự từ gốc rễ. Nói khác đi, họ đã làm tiêu tan hay chuyển hóa được cả duyên cớ tiến khởi, đã mang lại bệnh tật họ phải gánh chịu trong kiếp này. Xin ghi nhớ như vậy. Chắc chắn, tôi có thể chỉ cho bạn phương cách để khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng bạn phải bằng ý chí tự do của mình đặt chân trên đường ấy. Không ai có thể đi trên đó ngoài trừ chính người hành giả. Tôi có thể và sẽ đề nghị cách chữa trị, nhưng bạn không thể lành bệnh nếu bạn không theo những phép ấy. Tôi có thể chỉ cái nguyên do đóng vai trò lớn lao trong việc mang lại tình trạng hiện thời của bạn, nhưng trừ phi bạn sẵn sàng cố gắng sửa chữa nhiều lỗi lầm trong cách suy nghĩ và cách sống, điều mà bạn hy vọng sẽ không xảy ra được. Tôi nhấn mạnh điều này vì tôi không muốn bạn ôm ấp ảo tưởng có thể dẫn tới thất vọng chua chát và rơi trở lại vào nỗi chán nản vô vọng như trước. Dù thế nào đi nữa, đừng mong là có kết quả sớm để rồi bị nản lòng. Tôi biết rằng với nhiều người trong hoàn cảnh hiện thời như bạn, biết trọn vẹn rằng họ không thể đạt tới mong ước của mình trong kiếp này, vì thật sự chuyện đó không thể thực hiện được. Họ tin rằng định mạng đã xếp đặt khiến họ chỉ gặp thất bại và đau khổ, nên xem cuộc đời chỉ gồm sự đau buồn, tàn nhẫn, đau đớn và bất đắc chí. Nỗ lực mà tôi đòi hỏi mới đầu có thể xem là chuyện không thể làm được, và hy vọng nào mà tôi đưa ra về một tương lai tốt đẹp hơn có thể chỉ là ảo vọng. Tôi đồng ý là nhiều ước muốn hiện thời của bạn không thể thực hiện được và cuộc đời xem ra vô nghĩa, vô vọng khi nhìn từ góc cạnh theo bạn, và cho tới nay đó là góc cạnh sai lầm. Nhưng tôi tuyên bố với bạn rằng chắc chắn có trong bạn một quyền lực có thể làm thay đổi, không phải thay đổi áp lực và biến cố của thế giới bên ngoài lên trên cơ thể và tâm trí bạn, nhưng trọn định hướng và phản ứng của bạn đối với áp lực này, và qua đó thay đổi bản chất của tác động và ảnh hưởng của nó đối với bạn. Nhận biết và hòa hợp với quyền lực này là điều tôi hy vọng sẽ hướng dẫn bạn, vì tôi có thể đoán chắc là một khi
Bạn đã học cách liên hợp với nó và để cho nó hướng dẫn mọi hoạt động của bạn. Tròn quan niệm về đời sống sẽ thay đổi và điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe của bạn. Nhưng tôi lặp lại, sự thay đổi này không thể xảy ra mau lẹ, nên chỉ mong đợi chuyện gì như vậy. Mọi sự tăng trưởng đúng thật đều diễn ra chậm chạp. Bất cứ chuyện gì chỉ bằng sự ổn định từng bước một mới trở nên vững mạnh và lâu bền. Điều tôi có thể và sẽ cho bạn tới khi nào bạn có thể tự mình rút ra được từ nguồn chữa bệnh đúng đắn cho chính bạn là tất cả những sự trợ giúp nào có thể được nhằm hướng tới việc đạt được sức khỏe và tâm bình an nhiều hơn. Nhưng bạn phải ý thức rằng việc như vậy dù tuyệt hảo vẫn không gì hơn là biện pháp tạm thời cho phép bạn tiếp tục sống và học hỏi cho tới khi nào những yếu tố đúng đắn và chữa bệnh có thể áp dụng. Trước khi tôi nói thêm về bản chất của quyền lực này, cái nguyên lý làm tái sinh ngay trong chính bạn mà bạn có thể học cách khai thác. Chuyện thiết yếu là bạn cần chuẩn bị để chấp nhận rằng một cái tâm như vậy có thể hiện hữu. Chuyện không khó lắm đâu, nhờ vào những tìm tòi của bạn từ trước. Tuy rằng bạn chưa thực sự nắm vững được nguyên tắc căn bản hay có thể nối kết chúng với trường hợp của mình, tôi không đòi hỏi gì nhiều hơn một thái độ cởi mở vào lúc này, chắc chắn không phải là niềm tin mù quáng. Tuy như vậy thì giống như ngọn nến yếu ớt rất dễ bị làn gió của tư tưởng hiện đại thổi tắt như bạn đã khám phá. Và một chặng phát triển nào đó của con người, niềm tin đó cần thiết để giúp họ tiến bước. Nhưng tới một lúc nào đó phải được thay thế bằng ngọn đuốc hiểu biết, mà chỉ nhờ vậy mới soi sáng được con đường cho hành giả. Bằng ánh sáng của chứng cớ đầy sức khuyến dụ, làm cho sự tấn công của cả trí thuần lý như bạn đã bị tấn công, không còn đủ sức mạnh để phá hủy nó. Ngọn đuốc ấy là điều mà tôi hy vọng sau này sẽ đặt được vào tay bạn để hướng dẫn bạn trên con đường của mình. Do vậy, trước khi tôi làm được điều đó, việc quan trọng là bạn cần nỗ lực để có một thái độ ít nhất gần giống như niềm tin, một lòng sẵn sàng chấp nhận điều mà tôi phải nói dù chỉ tạm thời, bởi sẽ cho cùng đa số người do hoàn cảnh bắt buộc phải tin vào lời tuyên bố của những khoa học gia, nhờ nghiên cứu đã khám phá bao bí ẩn của thiên nhiên. Và nhờ vậy chứng minh rằng ngũ quan của con người dễ bị lầm lẫn như thế nào. Thế nên, đề nghị bạn chấp nhận điều tôi phải nói với bạn về những vùng trời hiểu biết rộng lớn hơn. Như là giả thiết có thể chấp nhận được là điều hợp lý cho tới khi nào bạn tới được mức tự mình chứng minh được hay bác bỏ chúng. Tất cả những gì tôi trình bày đều dựa trên chứng cứ của những chuyên gia trong ngành tạm gọi là khoa học tinh thần. Họ là những người mà từ thuở xa xưa đã chuyên chú cả đời trong việc đi tìm chân lý. Tất cả người như vậy đều nói tới sự hiện hữu của một số luật căn bản quản trị không những sự sống của vũ trụ, mà luôn cả của con người, cả tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ. Họ cũng xuyên qua thử nghiệm của mình nói tới cách thức theo đó mỗi cá nhân có thể học. Để nhờ vậy, xếp đặt đời mình hòa hợp được với những luật này, làm cho sự xung đột gây ra hầu hết mọi đau khổ của họ sẽ ngừng lại. Và họ sẽ đạt tới chẳng những sức khỏe của thân thể mà luôn cả sự bình an và hạnh phúc. Vì vậy, bạn sẽ thấy rằng con đường mà tôi sẽ khuyên bạn khám phá không phải là con đường mới mẻ, dù người không tin như bạn nghe nó lạ lùng về một số điều. Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng nó là con đường theo đó những đấng cao cả đã đạt tới bậc siêu nhân, được giải thoát khỏi những thúc đẩy và áp lực bên trong cũng như bên ngoài, vốn là những điều gây ra bao đau khổ cho người bình thường. Con đường này quả thật là đầy thử thách và cam go, như kinh nghiệm của bao người đã chứng thực, giống như đường đi của trái đất quanh mặt trời đã được các thiên văn gia chứng nhận. Nên không có gì nghi ngờ hiệu quả hay giá trị của nó.
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng đây là con đường hoàn toàn thuộc kinh nghiệm và thử nghiệm cá nhân. Chỉ những gì mà hành giả tự mình chứng minh được giá trị thì họ mới trở thành chuyên gia về việc này. Mục tiêu của con người luôn luôn là sống toàn vẹn, dù họ nhận biết hay không điều ấy. Trong mọi tôn giáo, mục tiêu đó được dạy như là ý muốn của Thượng Đế và sự toàn vẹn ngoài những đặc tính khác còn có sức khỏe khang kiện. Như thế, nếu bạn thành tâm chuẩn bị theo đuổi con đường dẫn tới sự toàn vẹn bằng cách chiều tập luyện như tôi có thể chỉ cho bạn, thì có thể tôi làm việc về phần tôi và bạn làm phần việc của bạn. Chúng ta tạo nên nền tảng vững mạnh như pháo đài chống đỡ và cuối cùng bạn có thể đương cự không sợ hãi bất cứ dông bão hay thử thách nào mà cuộc đời mang tới trong tương lai. Vì bạn sẽ sử dụng nguồn sức mạnh và chữa trị lớn lao trong người bạn, sự vật đang hiện hữu mà bạn chưa khởi sự nhận ra.